Thời ấy, tiểu vương Herode nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Đó chính là ông Gioan Tẩy giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ." Số là vua Herode đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Herodia, vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua: "Ngài không được phép lấy bà ấy." Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: "Xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu ông Gioan Tẩy giả đặt trên mâm." Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu. Kính chào ông bà và anh chị em, hôm nay là ngày thứ bảy đầu tháng. Giáo hội mời gọi chúng ta đặc biệt kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của chúng ta. Đối với các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi, được giáo hội trao cho bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Súc. Và qua Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9, mời gọi các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế hãy làm cho thế giới biết mẹ. Cho nên, tại các ngôi nhà thờ, các họ đạo do các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế phụ trách đều có việc hành hương kính Đức Mẹ vào ngày thứ bảy. Một số các trung tâm khác nhau thì vào những ngày khác nhau. Như ông bà và anh chị em đến đền Đức Mẹ Hằng Cứu Súc rất nổi tiếng tại Bắc Laran, đền Đức Mẹ Bắc Laran ở Philippines thì vào ngày thứ tư hàng tuần chứ không phải vào ngày thứ bảy. Đối với các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam thì việc hành hương kính Đức Mẹ tại các trung tâm đều vào ngày thứ bảy. Cụ thể tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Súc Thái Hà chúng tôi vào 9:30 sáng, sau đó là 10:00 thánh lễ kính Đức Mẹ. Giờ hành hương thứ hai vào lúc 11:30 và giờ hành hương thứ ba vào ban chiều là 5:30. Vâng, kính thương bà và anh chị em, Đức Trinh Nữ Maria là người nữ mới mà Thiên Chúa đã tuyển chọn để cộng tác với Ngài trong chương trình cứu độ nhân loại. Mẹ đã đáp lời xin vâng trở thành mẹ của con Thiên Chúa nhập thể làm người. Mẹ cũng là mẹ của các Kitô hữu của mỗi người chúng ta. Cho nên chúng ta được mời gọi chạy đến với mẹ. Không chỉ chạy đến với mẹ để chúng ta cầu khẩn mẹ và qua mẹ dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện, những ơn xin cần thiết cho đời sống hàng ngày, ơn phần xác, ơn phần hồn. Nhưng chúng ta còn được mời gọi ngước nhìn lên mẹ Maria để chúng ta học đòi bắt chước các nhân đức của mẹ. Trong bài tin mừng vào ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ 17 thường niên hôm nay, thuật lại câu chuyện mà vua Herode đã cho người chặt đầu của Gioan Tẩy giả do cái sự mưu mẹo của bà Herodia và người con gái. Bà Herodia là vợ của Philippe, anh của vua Herode. Khi Philippe mất thì vua Herode muốn lấy bà
Herodia làm vợ, nhưng Gioan Tẩy Giả phản đối. Do đó, trong dịp thuận tiện, người con gái của bà được lòng của vua Herodê, cho nên bà đã nói với con gái xin vua Herodê cái đầu của Gioan Tẩy Giả. Trong bài tin mừng này có hai người phụ nữ, đó là Herodia và người con gái. Trở nên độc ác bởi vì những toan tính của mình. Kẻ cản trở ta thực hiện ý của ta phải chết. Gioan Tẩy Giả phải chết bởi vì ông đã lên tiếng cảnh báo và phản đối. Không được lấy Herodê là người em của chồng mình. Còn người con gái của bà Herodia thì nghe theo lời của mẹ. Xin điều lẽ ra chẳng nên xin, bởi đó là một tội ác. Xin đầu của Gioan Tẩy Giả. Hình ảnh của hai người phụ nữ này một cách nào đó khơi gợi cho chúng ta hình ảnh của Eva xưa đã bị con rắn cám dỗ mà đi ngược đường lối của Thiên Chúa, chối từ Thiên Chúa, làm theo ý riêng của mình, và ý riêng đó là tội ác. Đức Trinh Nữ Maria là Eva mới, là hình ảnh của người nữ mới, hình ảnh của người nữ đi vào chương trình của Thiên Chúa, kéo ơn cứu độ của Thiên Chúa xuống cho nhân loại. Ngài là mẹ chúng ta, Đức Trinh Nữ Maria. Cho nên thương bà và anh chị em, ngước nhìn lên gương mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, cộng tác với Thiên Chúa trong chương trình của Thiên Chúa, đi vào đường lối của Thiên Chúa, bởi vì xác tín đường lối ấy là tốt đẹp, là thánh thiện. Thì xin cho mỗi người chúng ta đừng vì một điều gì đó mà rơi vào tình trạng của tội ác, lạc xa đường lối của Thiên Chúa. Xin Đức Trinh Nữ Maria mẹ cứu giúp gìn giữ chúng ta, gìn giữ ông bà và anh chị em, để chúng ta cố gắng cộng tác với ơn Chúa mà đi trong đường lối của Người qua mỗi lựa chọn trong đời sống đức tin của chúng ta. Amen.